Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành giáo dục huyện Hòa Bình đã thực hiện nhiều công trình phần việc gắn với nhiệm vụ của ngành nhằm góp phần làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi thầy cô giáo và học sinh. Điển hình là việc sinh hoạt chào cờ đầu tuần bằng cách kể một mẩu chuyện về Bác Hồ đối với các em học sinh hoặc thầy cô giáo. Qua mỗi câu chuyện rút ra những bài học quý báu về lòng yêu thương con người, tình yêu của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Và thông qua các buổi chào cờ, ban giám hiệu nhà trường cũng biểu dương khen thưởng những em học sinh có thành tích tốt trong học tập. Ngoài ra, các trường còn tổ chức hội thi giáo viên sáng kiến kinh nghiệm hay, thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ, nuôi heo đất tiết kiệm, cho các em đi tham quan ngoại khóa, thăm và tìm hiểu về di tích lịch sử đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Đồng Độc Nạn, khu căn cứ tỉnh ủy, để các em hiểu thêm về lịch sử của tỉnh nhà, qua đó cố gắng chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hôm qua, tại thị trấn Hòa Bình, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình tổ chức ra quân hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tháng hành động sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Các hoạt động tập trung vào việc tăng cường công tác giáo dục, thông tin chính xác kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình cùng các ngành có liên quan sẽ tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhóm thực phẩm sản xuất có nguy cơ cao sử dụng phụ gia thực phẩm, chất cấm. Thông qua tháng hành động nhằm tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, góp phần làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức chuyến về nguồn làm công tác an sinh xã hội tại xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai. Tại đây, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng cho hộ gia đình anh Trần Giang Nam, ấp 18 xã Phong Thạnh A, thuộc đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, có con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Cùng với việc hỗ trợ tiền, cán bộ chiến sĩ còn kết hợp với lực lượng công an quân sự, đoàn thanh niên xã Phong Thạnh A tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp nhà cửa để tiến hành công việc xây dựng căn nhà, mái ấm tấm lòng chiến sĩ cho hộ Trần Giang Nam. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn khi có con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, xã Phong Thạnh A cũng đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho gia đình anh Trần Giang Nam để xây dựng nhà. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, theo kế hoạch năm 2018, xã Phong Thạnh A sẽ triển khai xây dựng 3 căn nhà cho hộ gia đình khó khăn và nhà ở có con đang tại ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Đến thời điểm này, xã đã triển khai xây dựng được 2 căn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long vừa đến trao vốn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho chị Đặng Thị Phương ở ấp 9A, xã Phong Thạnh Tây B. Chị Phương là hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chị Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long đã trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình. Số tiền do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Long vận động trong cán bộ, hội viên, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp. Qua đó cũng mong rằng gia đình chị Phương đẩy nhanh tiến độ thi công để căn nhà sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình có được nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Căn nhà xây dựng tổng diện tích gần 50 m², kinh phí khoảng 45 triệu đồng. Từ đầu tháng 4 đến nay, tranh thủ những nơi có điều kiện thuận lợi, huyện Phước Long phát động các xã thị trấn ra quân thực hiện làm thủy lợi thủy nông nội đồng mùa khô năm 2018. Theo kế hoạch mùa khô năm nay, huyện Phước Long tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền thuê cơ giới sơn dép 34 tuyến kênh thủy nông nội đồng bị bồi lắng. Đồng thời, huyện cũng tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh đầu tư thi công nạo vét 9 tuyến kênh thủy lợi, tổng chiều dài gần 39 km, tổng vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng. Hầu hết các tuyến kênh thủy lợi thủy nông nội đồng được thi công sơn dép đều gắn với quy hoạch trạm bơm điện, ô thủy lợi khép kín và nằm trong quy hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững.
Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng của Bạc Liêu không ngừng phát triển. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao ở các môn như bóng đá, thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, bơi lội, câu lạc bộ võ thuật. Các cơ sở này thu hút ngày càng đông người dân đến tham gia tập luyện. Trong đó đáng chú ý là các sân cỏ nhân tạo của tư nhân phát triển rất mạnh với 39 sân. Nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa cũng có sân cỏ nhân tạo được tư nhân xây dựng. Việc các sân cỏ nhân tạo được xây dựng ở nhiều nơi đã góp phần rất lớn cho phong trào tập luyện thể thao nói chung và thỏa mãn đam mê bóng đá của nhiều người nói riêng. Qua các sân bóng đá cỏ nhân tạo này còn cung cấp phần lớn cầu thủ cho đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tuy đã bước vào thu hoạch diện tích lúa đông xuân, nhưng hiện nay huyện Hòa Bình vẫn còn hơn 1.000 hecta lúa xuống giống muộn mới bước sang giai đoạn trổ, dự kiến đến đầu và giữa tháng 5 mới cho thu hoạch. Tuy nhiên hiện nay nhiều tuyến kênh rạch trên địa bàn huyện mực nước đã xuống rất thấp nên nông dân gặp nhiều khó khăn khi bơm tát và lo lắng thiếu nước ngọt cho diện tích lúa này. Do gặp khó khăn vì thời tiết nên vụ hè thu trước đó tại huyện Hòa Bình nông dân xuống giống trễ dẫn đến nhiều vụ sau cũng trễ theo. Sản xuất trễ lịch thời vụ so với trà lúa đông xuân chính vụ nên diện tích lúa đông xuân muộn trong thời gian tới sẽ phải còn bơm thêm 2-3 lần nữa. Nhưng hiện nay mực nước tại các tuyến kênh khá thấp, nhất là các tuyến kênh nội đồng đôi lúc còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ nên nông dân gặp nhiều khó khăn khi bơm nước lên ruộng. Họ phải nối ống hoặc bơm chuyền để đưa nước vào đồng ruộng. Bên cạnh đó, việc bơm ống dài, bơm chuyền cũng làm cho chi phí sản xuất tăng cao hơn. Lúa tôi bây giờ là xạ thì hiện nay nó đang chỗ đều hết rồi. Năm nay nói chung là sản xuất thì thời tiết này tôi thấy nó cũng thuận lợi, nó cũng chưa có phát hiện được cái sâu bệnh gì hết. Cũng không có thiếu nước, nhưng mà vì lý do kinh nó quá cạn đi, cho nên nó không đủ nước để cho dân người ta bơm thôi. Bơm chuyền thì tất nhiên là chi phí nó nhiều hơn, bởi vì đặt cái máy ở đầu ngoài đường ngoài này thì phải bơm vô. Thì cái lượng xăng dầu nó đặc dụ 10 lít thì ở trong kia cô bơm lên trên ruộng cũng phải là 10 lít. Thấy không? Vậy thôi. Chi phí thì nó gấp đôi. Tuy nhiên thì nước nó vẫn đảm bảo được. Nước vẫn đảm bảo. Nhưng mà phải khổ nổi ở chỗ nào nó cạn quá. Cho nên do vậy mà bây giờ theo tôi thấy để đảm bảo cho cái sản xuất cái vụ sắp tới, những năm sắp tới thì nên cần cái hệ thống kinh nhà nước đầu tư để nên nạo vét cho nó sâu đi. Mình vừa trữ được nước nè, mà cũng vừa thuận tiện cho bà con giao thông đi lại cũng như là chuyên chở lúa nè, rồi vận chuyển phân bón này kia nọ đến chân ruộng thì nó giảm đi một cái phần chi phí. Tuy khó khăn trong việc bơm tát, nhưng theo ngành chức năng huyện, với lượng nước ngọt hiện tại vẫn đủ cung cấp cho diện tích đông xuân muộn đến cuối vụ. Do diện tích này khá nhỏ, chỉ khoảng 1.000 hecta. Theo nhiều nông dân, tại các tuyến kênh chính, lượng nước trong những ngày gần đây đã đổ về. Bên cạnh đó, việc bơm tát trong những ngày tới cũng giảm đi do phần lớn diện tích lúa đã bước vào thu hoạch. Năm nay lượng mưa cũng không được nhiều, hiện tại là mưa mướt, nước nó không có đủ, nó thiếu nên mình phải bơm lên cho đảm bảo hơn. Mấy con sông theo ấy thì nó lục bình nó hơi nhiều, thành ra mình bơm mình phải dẹt ra, dẹt lục bình chen để cho nguồn nước nó đảm bảo hơn. Nước nó thấp hơn trên cánh đồng mình nhiều, thành ra mình bơm mình phải thổi cho nó hơi mạnh lên mới đủ nguồn nước cho lên ruộng của mình. Có thể nói, mặc dù lượng nước tại các tuyến kênh trên địa bàn huyện không nhiều, nhưng vẫn đảm bảo để nông dân bơm tát cho vụ lúa đông xuân muộn đến cuối vụ, tạo điều kiện cho trà lúa đạt năng suất. Vụ lúa đông xuân năm nay, huyện Hòa Bình xuống giống hơn 10.000 hecta, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như OM5451, Nàng Qua 9, Đại Thơm 8, RVT. Hiện nay, nông dân trong huyện đã bước vào thu hoạch hơn 1.000 hecta, chiếm khoảng 10% tổng diện tích thu hoạch của toàn huyện. Năng suất bình quân ban đầu ước đạt trên 7 tấn rưỡi trên 1 hecta. Dự kiến trà lúa đông xuân chính vụ tại huyện sẽ thu hoạch rộ vào cuối tháng 4. Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.